Chào mọi người, mình là Trung bên kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay thì bán một video cần câu đồng giá 70k. Đấy, đồng giá tất cả các cần đều 70k nha mọi người. Đấy. Mọi người xem và ủng hộ cho mình nhé. Đầu tiên là một cái cần 3 khúc. Cần 3 khúc nha mọi người. Đấy. Cần này nè, mình giới thiệu luôn đã. Dài 2m4. Thu vào là 84 cm, độc 2 ly, cân nặng 220 g nhé. Đây, bát vặn kim loại nhé. Đấy. Thì khoan thì cái khoan gần đầu bu hư này, cái khoan này cũng gần tục này. Đấy, cái coi như cái này mọi người về lấy cái phôi với lại lấy cái đầu bu, còn lại là tự cột mấy cái khoan lại nhé, tự cột mấy cái khoan lại. Còn mấy cái đầu này thì về mọi người lấy giấy nhám chà sơ cho vệ sinh cho nó trơn đi, rồi nhát vào cho nó cứng hơn nữa nhé nhé. Đấy, ok. Số 1. Số 1 70.000 nha mọi người, số 1 70.000. Số 2 là một cái cần 1 khúc. Cái cần này dài 1m, độc 2,9 ly, 2,9 ly, cân nặng 100 g nha mọi người. Đấy, đồng giá 70.000. Bát Fuji nè. Đấy, khoan nè, khoan nè. Đấy. Khoan nhé, khoan. Nó bị gãy một cái đoạn đầu bu chỗ này, nó gãy một cái đoạn đầu bu chỗ này nha mọi người. Giờ mọi người về làm chỗ này thành cái đầu bu chỗ này luôn. Đấy, chỗ này độc su dẻo nè, độc su dẻo nhá. Đấy, độc su dẻo. Đấy. Cái này cái số 2. 70.000. Số 3 là một cái cần 2 khúc. Cái này cần này dài 1m6. Thu vào 81 cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 160 g, bát vặn kim loại này. Đấy. Đây, dàn khoan còn ok nha mọi người, khoan sợi inox đây. Đấy, mọi người về lấy giấy nhám chà vệ sinh đi cho nó sạch để bỏ vào cho nó dễ hơn nhé. Đấy. Ok. Số 3 70.000. Đấy, đồng giá 70.000 nhưng mà mình vẫn đánh số bình thường nha mọi người. Số 3 70.000. Số 4 là một cái cần Olympic. Cái này thì mắc cái nắp đế chân rồi này. Mắc cái nắp đế chân rồi, mọi người về lấy cái cục su chế vào nhé. Dài 2m1, thu vào là 77 cm, đột là 2 ly, cân nặng 180 g. Đấy. Bát nhựa vặn. Đây, Olympic nhé. Mấy cái khoan thì đã rồi, đầu bu mắc đá. Khoan hư rồi, đầu bu mắc đá nha mọi người. Này lấy cái phôi về mọi người tự gắn khoan rất là vui lại, có thì về làm cần tay cũng được, rất là sướng nhé. Ba lóng nha mọi người, ba lóng. Rồi, cần này cần số 4, số 4 70.000. Số 5 là một cái cần 1 khúc. Đây, 1 khúc nha. Cái gần này chế giống như cắm gốc luôn nha mọi người. Đây, khoan của nó này, khoan này, khoan cái sợi nha mọi người. Đấy, 1 khúc 1, đọc rất là cứng nha mọi người. Đấy,
chế này. Đấy. Đấy, nấu luôn chỗ này. Ok. Bát vặn kim loại này. Căn này dài 1m32, độc là 3,3 ly, căn nặng là 180 g. Đây này cái số 5. Số 5. 70.000. Số 5 70.000 nha mọi người. Số 6 là một cây cần súp 2m4. Đấy. Bát nhựa vặn đây. Này dài 2m4, thu vào 88 cm, đột 2,4 ly, căn nặng 200 g nhé. Khoan kim loại nhá. Khoan kim loại nha mọi người. Này. 1 2 3 lóng. Rồi, cái cần này cần số 6. Số 6, 70.000. Đấy. Số 7. Đây, số 7 là cây này. Đấy. Cây này thì nó giống như cần ISO mà khoan khoan nhựa nhé. Đây, đọt của nó này, đọt của nó bị gãy một đoạn nha mọi người. Ok. Cần này nếu ai ưng dùng cần tay thì về tháo cái khoan ra làm cần tay vẫn được nhé. 1 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người. Cái khoan này thì đa phần là bị bể vỡ rồi. Về là một là mọi người thay khoan, bỏ đầu bu vào, hai là mọi người gỡ ra hết, mọi người làm cần tay. Đấy, thân nhỏ. Bát FX6 nhá. Cần này hiện tại là dài của 4 mét luôn à. 4 mét luôn rồi ta. 4 mét. Thu vào là 91 cm, đột là 0,9 ly, cân nặng là 160 g. Để mình thử lại xem cái này có phải 4 mét không. Bốn mấy đó mọi người. Đây. Cái này cây số 7. Số 7, 70.000. Số 8 là một cây cần Daiwa. Đây. Cây này thì đây. Như thế này đây. Cây này thì giống cây cần tay trợ máy nha mọi người. Đấy, này, nó còn mấy cái khoan của nó này. Về mọi người cột lại dàn khoan để làm cần tay trợ máy, hoặc là bỏ hết dàn khoan để làm cần tay luôn cũng được nhé. Đây, đọt của nó. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Khoan có cái còn có cái không nha mọi người. Hai lóng. 4 5 6 6 lóng. Ok, 6 lóng. Bát FB6 nha. Đây. Cần này dài 4m6, thu vào là 90 cm, đột 0,7 ly, cân nặng 360 g. Cây này cây số 8. Số 8, 70.000. Đấy. Số 9 là một cây cần súp. Đây. 2m4. Đấy. Cần ở đây chất liệu toàn bộ là phíp nha mọi người. Đây. Khoan kim loại còn mới đẹp nè. Đây. Ồ. Cái đầu bu. Chỗ này có vẻ cái đầu bu nó sắp gãy chỗ này rồi mọi người. Về mọi người bỏ ra, cắt luôn phần gãy này bỏ xuống dưới này nha mọi người. Đấy, chỗ này sắp gãy luôn rồi. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha. Ba lóng. Bát vặn nhựa này. Cần này dài 2m4, thu vào 88 cm, đột 2,4 ly, cân nặng 180 g. Số 9.
Thằng số 9 70.000. Đây, số 10 tiếp tục là một cái gần súp như lúc nãy nữa. Đây, 2m4. Dàn khoan của nó còn ok nhé, khoan kim loại ok nha mọi người. Về đánh đi, cái đầu bu thì hang rỉ rồi nè. Đầu bu thì nó hang rỉ bắt đầu nhé. Đây, 1 lóng, 2, 3, 3 lóng nha mọi người. Bát vặn nhựa nè. Đấy, giờ 2m4, thu vào 87cm, đọt là 2,7 ly, cân nặng là 160g. hai phẩy tám ly gì đấy. Đây này, cây số 10, số 10 70.000 nha mọi người. Số 11 là một cần súp 2m4, khoan kim loại còn ok luôn. Đấy, đầu bu đọt 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Đây, bát vặn kim loại nhé. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 79cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 180g. Đây này, cây số 11 70.000. 11 70.000 nha mọi người. Hai tiếp tục cây cần súp 2m1. Đấy, khoan kim loại nhá. Đây, đọt của nó 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người. Này, bát vặn kim loại nè. À quay. Nhầm, bát vặn nhựa nha mọi người, bát vặn nhựa. Cần này dài 2m1 thôi. Đó là còn có 2m mọi người. 2m 2m nha mọi người. 2m, thu vào 78cm, đọt là 1,5 ly, cân nặng là 160g, cân nặng 160g nhé. Cây này cây số 12. 12 70.000. Số 13 là cũng là cái gần súp 2m1. Đây, đàn khoan còn ok. Cái kia chắc hồi nãy bị gãy một tí rồi, người ta gắn độc lại nhé, gắn đầu bu lại. Đây, cần này còn ok nha mọi người. Dài 2m1. Đây, bắp nhựa vặn nhé. Cần này dài 2m1 nè, thu vào là 79cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 180g. Cái cần lúc nãy hình như để sai rồi. Cái cần này như là cũng 2,5 ly. Cái cần số 12 này đọt cũng 2,5 ly, giống nhau mà. 2,5 ly, cân nặng 180g nhé. Cái này cây số 13. 13 70.000. mười bốn là một cái cần xia Paradise này, 2m7 nhé. Cái cần này thì nó mắc đầu bu với nó bị gãy một đoạn rồi, gãy một đoạn rồi nhé.
Đây, hôm nay mọi người về lấy cái phôi về gắn đầu bu, gắn khoan vào nhé. Đấy, đọt khá là cứng cáp nha mọi người. Một lóng, hai, ba. Đấy, bát vặn này, bát vặn, móc kim loại nhé. Chỗ này nó đang bị dơ, nó hơi cứng. Đấy, mọi người vệ sinh tí đi nhé. Cần thì nó hơi bẩn, đây dính keo rồi thôi nha mọi người, về vệ sinh nó ra. Cái cần này dài 2m7, nó được giải một tí thôi. Thu vào là 97cm, đột là quay cân nặng là 180g. 180g. Đọt của nó thì theo mình thấy khoảng cỡ 2,5 ly nha mọi người, 2,5 ly. 2,5 ly. Cây này cây số 10. Mười bốn 70.000. Mười lăm là cái cần này, China xuất Nhật nha mọi người. Đấy, cái cần này á thì cái đọt của nó chỗ này nó cũng bị gãy rồi. Tức người ta có thể thay luôn cái đọt đi, thay luôn cái đọt khác rồi sao á, thay luôn cái đọt khác rồi nha mọi người. Đây, mà đọt vẫn thấy rất là ok. Về mọi người gắn lại cái đầu bu khác này. Chỗ này người ta gắn cái khuyên. Đấy, một lóng mà chỗ này nó bị cạc cái gì nó cứng, cần thiết về mọi người cắt luôn cái phần này đi, đọt tới đây thôi nhé. Cạc cái này nó cứng, nó không có tụt ra được nha mọi người. Này, cái cần nó cứ dài như thế này đây. Đây, một lóng, hai, ba, bốn, năm. Đây, ở chỗ này xước bạc như thế này đây. Đây, bát trượt hai bô x bảy. Cần này à, mắc cái nắp vặn ở dưới chân cần nữa nè. Dài 4m3, thu vào là 1m4, đọt là 1,2 ly, cân nặng 310g. Cây này cây số 15 70.000. Mười sáu là một cây cần tay chế nha mọi người. Đây, bát Fuji FX6, cần này chế rồi nha mọi người, cần này dựng rồi, dựng chế là thành khoan này, thành khoan ISO này. Đấy, một lóng. Đây, chế nha mọi người, mình đã bảo rồi chế. Chỗ này như nó có bị nứt xí, người ta cọc luôn cước rồi nè, cọc cước luôn nè. Đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng này, chỗ này chế người ta cọc cứng cái lóng chỗ này luôn rồi nhé. Ok, đây thông số của nó, cần dài 2,5m, cần chế nhưng mà nhìn khá là ok nha mọi người. Dàn khoan này, đây khoan Fuji đồng hoàng nha. Đấy, cần này dài 2,5m, thu vào là 1m19, đọt là 1,2 ly, cân nặng 160g. Đấy, cây này cây số 16 70.000. mười bảy là cây cần hai khúc này. Đấy, khoan này, khoan của nó này, người ta cột lại này, mọi người về tháo này ra cột, người cột lại cho nó đẹp nhé. Dưới này cũng thay cái khoan khác rồi này. Đấy, cái này thì khoan thì vẫn là xài được đây, nhưng mà mọi người về thích thì thay dàn khoan đi nhé. Đây, đọt của nó. Ok, bắt vặn kim loại này. Đấy,
Găng này dài 1m65, thu vào 86cm, độc là 2,4 ly, cân nặng 160g. Cây này cây số 17, 70.000. 17, 70.000 nha mọi người. 18 là cái cần này giống cần Shimano đó, nhưng mà không có tem nên mình không rõ nha mọi người. Bass Fuji này, đấy, cần 2 khúc nhé. Cần 2 khúc, dàn khoan thì hư hết rồi. Dàn khoan hư hết rồi. Đầu bu này về mọi người cũng thay đi. Rồi ok. Này chủ yếu lấy cái phôi thôi. Lấy cái phôi cái bass về mọi người tự cột lại dàn khoan nhé. Đây. Rất là ngon, phôi rất là ngon nha mọi người, cầm rất là chắc tay đã nè. Cần này dài 1m65, 67 á, 1m65. Thu vào là 84cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 220g. Đây là cái số 18, 70.000. 18, 70.000 nha mọi người. 19 đây, 19 cần tay máy phụ ấy. Đây đọc của nó ok. Đấy, mấy cái khoan này thì mình thấy còn nha mọi người, khoan ẩn này mình thấy còn. Đấy, khoan này cũng ok này. Đấy, khoan này khoan kim loại trơn luôn nha mọi người. Về mọi người đánh ra nó hơi bị han dỉ một tí, mọi người về đánh ra đó. Đánh cho nó trơn đi. Đấy. Ồ, còn trong này nó móc cái gì đây? Này. Nó bị dính cái gì cái nó móc nha mọi người. Đấy. Về rửa vệ sinh là nó sạch sẽ ra nhá. Đây. Nó bị dính cái gì cái nó móc lại móc luôn. Đây. Ok. Cần tay máy phụ Bass Fuji FS6 nhá. Cái cần này dài 2m3, thu vào là 87cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng 120g. Đấy. Đây này cây số 19. 19, 70.000. Số 20. 20 là một cây cần trúc ráp khúc. 20 là cây cần trúc ráp khúc nha mọi người. Đấy. Trúc ráp khúc, đọt cũng là trúc luôn. Đấy. Trúc ráp khúc nha mọi người. Đây, nó có 4 khúc như thế này. Đều ok nhé. Nhưng mà cây này thì mình nói mọi người, khuyên mọi người về thay cái đọt đi. Tại vì cái đọt trúc này nó lâu ngày nó cũng hơi bị dở nhé. Đọt trúc này thì lâu ngày sợ nó hơi bị dở. Mọi người về thay cái đọt thủy tinh vào là nó đẹp. Là nó được. Ok. Trúc ráp khúc 4 khúc nha mọi người. Cần này dài 3m6, thu vào là 1m04, đọt là 1,1 ly, cân nặng 210g. Đây là cái số 20. 20, 70.000. Đây. 21. Đây. 21. 21 là cái cần trúc 3 khúc nha mọi người. Cần trúc 3 khúc. Thì cây này á thì ở phía trong này nó bị nứt rồi. Người ta cột cái dây lại này. Đấy. Đấy. Mình cứ bán cái này về cho mọi người á, còn cái đọt của nó là đọt fit nha mọi người. Fit hay trúc luôn ta? Trúc luôn. Còn là đọt trúc luôn. Ok. Đấy. Kẹp vào đây, giới thiệu luôn hai cây này, ba cây này luôn. Đấy. Ba cây này, cây này dài 2m8, thu vào là 1m, đọt là 1,7 ly, đọt là 1,7 ly, cân nặng của nó là 6 bao nhiêu, anh coi thử,
60g hay 80g gì đó nha mọi người, 60g hay 80g gì đó, hay là 160g gì đó nha mọi người. Rồi này một cây nè, cây này dài 39, thu vào 87cm, độc là 0,7 ly, cân nặng 160g. Đấy. Độc. Đấy. Cây này thì cái ống lóng cuối này nó tróc hết sơn rồi nha mọi người, nó tróc hết sơn rồi. Đấy. Còn mấy cái lóng trong thì mình thấy khá là ok nhé. Lóng trong thì còn khá ok. Đấy. Cần tay nha mọi người, cái này cái cần tay. Rồi, bỏ vào đây luôn, bán ba cái này lượt luôn. Đấy. Đây cũng cây cần tay chế nha mọi người. Cần tay chế rồi. Đấy. Này cái độc to này. Đấy, chế tùm lum đây. Cọc tùm lum. Đây, chế nấu vô này. Đấy, cần này cần tay chế nhá. Cần này bị giật cắt đầu phi đúng bài luôn. Rồi, ba cây này 70.000. Ba cây này nha mọi người. Ba cây này số mấy rồi ta? Đây là số 20 rồi. Ba cây này số 21. Ba cây này 70.000. Hai mốt 70.000. Rồi ok. Video này đến số 21 là mình dừng nha mọi người. Cảm ơn người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình, đó là 0786 555599. Mình ở Đà Nẵng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship. Và thì ứng với cái video này thì mọi người phải mua ít nhất 3 số mình mới bán nhé. 3 số. Thì mọi người lúc nhận hàng kiểm tra hàng cẩn thận với mình xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển, thì mọi người báo cho mình để đôi bên cùng giải quyết cho mọi người. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp cứ nhận hàng bừa không chịu xem hàng rồi mới báo mình là bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.